Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Viral 1/10/2017. Dọn mới cực kỳ đẹp trong cái tâm màu cực chất. Cái dọn là viral 1/10 cái bản năm 2017 vẫn luôn được các anh em chia sẻ ứng dụng để nâng cấp nhiều phong cách khác nhau. Và cái chiếc viral độ đến từ một bài cơ Sài Gòn dưới đây là một dẫn chứng rất cụ thể về độ hot và một cái đẹp của cái mẫu xe này. Và đây, cái công nghệ đồng hồ Casio phiên bản dành riêng cho cái dòng lọc Viral X, cái đời đạt 2007, với diện mạo bên ngoài khá lấp như zin và được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại. Tuy nhiên mức giá của bộ đồng hồ này là khoảng 5 cũ. Trang bị cái thần tay thắng Rainbow Asset phiên bản Costa cho khả năng xử lý phanh trước im ái nhẹ nhàng hơn bởi cấu tạo piston lớn, nên dòng tay này được các dòng nhập phân khối lớn ứng dụng nhiều vì có thể tránh được cho các cặp heo dầu lập 4 piston ở trước. Tuy nhiên ngoại hình to lớn lên lòng cái chiếc Viral độ này là phải khoét mũ để không gây cả cứng. Cái phần tay con tiếp em của hãng Domino phiên bản 2018 để kiểm soát phanh đường phía sau. Mẫu tay này đang trở thành một món đồ chơi quốc dân và được rất nhiều anh em chơi thiện đặt ưa chuộng bởi hiệu năng của nó đem lại là quá nhiều và mức giá rất là ok. Cái cụm tăng tốc Domino vàng cúp ngắn hành trình như ga cho cái nước đề bạt nhanh hơn. Cái chỉ có bộ cụm vàng này là khoảng 2 triệu đồng, chưa bao gồm các chi phí phải mua như là dây ga và co ga. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta bắt gặp ngay điểm thắng Rainbow cái kiểu Motoba đi cùng với con heo dọc Rainbow Bridge 2 bit xứng, mức giá tầm là 10 triệu đồng, được làm cái bát CC riêng để phù hợp hơn chế cho phục trước và kích thước size là 220. Điểm nhấn đến từ cái sợi dầu heo giúp cây bắt đầu hai thảo quen thuộc Cable Bondros, một dòng sản phẩm đang dần trở thành một gốc của một quen thuộc trên các dòng tay ga có dung tích động cơ là từ 125 đến 150cc. Kết hợp với đó là phần bộ titan cùng với những chi tiết như chất nước làm riêng rất đẹp và gọn gàng. Các dàn chân sau còn có những món đồ chơi sang chảnh nữa là phục Holin phiên bản bình dầu rời nằm trên, được sản xuất dành riêng các dòng lọc Viral X sử dụng. Tuy nhiên một số dòng xe như là Vision S-Mod vẫn là tận dụng được để làm đẹp hơn cho xe của mình. Tấm ra cái dàn áo lấy tâm màu đen làm chủ đạo, kết hợp cùng những chi tiết nhiều nhám được sơn là cái tâm màu xanh nhạt rất là mắt. Winner 1/10 có một nét đẹp sắc nét với một cái cường lốc màu da cam. Cái chiếc Honda Winner 10 xấu cho mình thiết kế gần gũi với người anh em là cái dòng quay, nhưng lại mang trên mình một cái chất thể thao hơn rất nhiều, góc cạnh hơn, kết hợp cùng với một khối động cơ mạnh mẽ, áp dụng cái công nghệ DOC cùng với hộp số còn tài sao cấp, có đủ điều kiện đề ba cũng như tiếng hậu cực tốt. Trang đầu sẽ đổ được trang bị trên mình cái phần tay thắng Raceboy V5 cùng với cái kính chạy Jet cũng được các bạn Honda rất lựa chuộng. Nhìn ngắm xuống dàn chân, ta thấy ngay được cái sợi dầu Gaffer kết nối vào cái con heo Raceboy 2 bit ống nước Samco cùng chiếc cổ bộ Titan tạo một cái điểm nhấn ở phần máy. Các kinh Baker cùng với bình dập AMCC Oppo Spark cũng được rất nhiều bạn chơi Winner ưa chuộng. Và ở đây chúng ta thấy được thêm cái con heo dầu Raceboy phía sau kết hợp cùng với các tem Raceboy để tải CC làm nên một cái dàn chân cứng cáp hơn. Cuộc cái đeo bình dầu rời đã không còn lạ lẫm trong giới chia xe nhiều năm qua. Hãy chiêm ngưỡng một nửa cái cơn lốc màu da cam từ phía xa xa. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhấn like, subscribe.